Chào anh em đã đến với kênh Vinh Thành Audio. Trong video ngày hôm nay xin giới thiệu với mọi người về chiếc âm ly stereo đến từ hãng Marantz. Model của nó là BM6100SA. Chiếc âm ly này thì nó sẽ có thiết kế là mặt phay nhôm xước màu vàng chanh rất là đẹp. Đây là một trong những thiết kế độc đáo của hãng Marantz. Và cái dòng này thì nó sẽ có hỗ trợ điều khiển từ xa, và em đã làm được một cái khiển học có thể chỉnh full được tất cả các chức năng của máy, như là chuyển ngó vào, volume và ngắt tiếng. Máy về trong tình trạng là đẹp long lanh luôn nha anh em. Nó còn luôn cả cái tép nha. Máy rất là đẹp nha. Về chiều ngang của máy là 440mm nha. Chiều cao là 120mm. Chiều sâu của nó là 330mm. Dòng này nó sẽ thiết kế rất là cao cấp nha. Toàn bộ sử dụng những cái linh kiện cao cấp. Cặp loa bắp chuối, cặp loa là WPT, đây là cặp loa của Đức nha. Nhìn rất là đẳng cấp. Và đặc biệt là dòng này sản xuất tại Nhật Bản luôn, made in Japan. Công suất là 135W, chất âm rất là hay. Chức năng là chỉnh bass, chép, ba lăng, low net, tắt mở loa. Dòng này thì nó sẽ có ray out nha, ta có thể sử dụng chiếc này để làm ray rất là hay. Và sau đây thì em sẽ test một đoạn thanh để anh em thưởng thức về chất âm của chiếc âm ly Marantz. Nhà em nay có thêm một người, nên nhà anh em chẳng còn sang chừng. Hò hẹn xưa còn ai đón ai đưa, mỗi hôm nào mơ ước chuyện chỗ đèn màu. Anh nhìn sang nghe lòng mình nao nao. Đường tình xưa mình anh dưới cơn mưa, cuối cuộc tình ướt nhòa nơi thế xưa. Đêm nay tay nâng chén rượu đào, anh chúc em sang giàu, biết rằng đời xa nhau. Đưa em về với người, có mang về quê trời chuyện tình tôi mãi yêu. Đây là chỉnh volume nha, lúc ngắt tiếng nè. Khi mà ngắt tiếng thì đèn mút nó sẽ sáng nha. Thay đổi các ngõ vào nè, số 1 nè, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, tương ứng 6 ngõ vào ở phía trên nha nè. Thiết kế rất là hiện đại và rất là đẹp nha, đẹp long lanh luôn nha nè, chất âm rất là hay. Khiển full chức năng. Mặt trước của máy nha nè, thiết kế phay nhôm xước rất là đẹp nha. Cái vết nhẹ thôi nha, còn lại là đẹp hết. Đây là ngõ vào CD mạ vàng luôn nha. Cặp loa bắp chuối WPT cao cấp của Đức nha. Cặp loa rất là đẳng cấp nha nè. Anh em có thể xỏ dây vào đây và xe ra, hoặc là sử dụng bắp chuối cắm trực tiếp phía sau. Hỗ trợ trở kháng loa từ 4 ohm đến 8 ohm. Made in Japan, điện áp 100V và công suất tiêu thụ điện là 135W. Đẹp lắm lắm luôn nha anh em. Thông tin kỹ thuật của chiếc âm ly Marantz BM6100SA với cái giá xuất xưởng là 39.800 yên, phát hành vào năm 2000. Đây là chiếc âm ly thừa hưởng ý tưởng thiết kế và chất âm cao cấp của dòng BM14SA, BM17SA. Với chất âm sạch sẽ chi tiết.
Marang BM6100HA đánh 4 sò thang, hỗ trợ điều khiển từ xa. Sử dụng cọc loa VKPT cao cấp của Đức. Chức năng làm rề ao, sử dụng chiếc máy này như là một bộ rề. Với thiết kế công suất ở loa 4 ohm là 70W, ở loa 6 ohm là 60W, ở loa 8 ohm là 50W. Điện áp 100V, công suất tiêu thụ điện là 135W. Kích thước chiều ngang 440mm, chiều cao 124mm, chiều sâu 340mm, trọng lượng là 7,5kg, hỗ trợ điều khiển từ xa. Thiết kế mặt phay nhôm màu vàng chanh sang trọng. Bên trong công ty Marang nha anh em, ruột gan rất là sạch sẽ. Dòng này thì nó sẽ đánh là 4 sò xăng Kento, 2 trụ lọc nguồn, mỗi trụ là 10.000 mFarad. Phần rê ra phần phép nha, sử dụng cái tấm nhôm dây nhiệt riêng biệt luôn nha. Chất âm của nó rất là hay, sạch sẽ và chi tiết nha anh em. Chức năng để làm rê. Với chiếc đi Marang BM6100HA trong tình trạng là đẹp long lanh, made in Sabang, 135W, hỗ trợ điều khiển từ xa, thì anh em có thể chơi đa thể loại nhạc cũng như sử dụng chiếc đi này để làm rề ngon bộ rẻ trong tầm giá. Với chiếc đi Marang 6100HA thì em sẽ bán với giá là 4.200.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.